này ăn ngọt dữ không chị? Ngọt dữ lắm luôn ha. Bán em ký đi. Em mua thiệt á. Trang bản đi. Trời ơi. Anh là kênh Khám Phá Vĩnh Lâu. Đúng rồi. Đây, chào hai người đẹp luôn. Dạ, chưa mần thì 100g là 10.000 đồng. Mần cái rồi thì là 15.000 đồng 100g. Rồi lưu chị nè 200 nè. Cái này nửa cái là bán như tiền anh? 20.000. Củ kiệu nè cô chú ơi, quá trời ngon luôn. Đó. 100. Dạ. Củ này chắc cũng nửa ký nè cô chú. Còn này là mắm tôm 140 hũ. Dạ. Bán nhiêu tiền với cô? Nhìn cái này nhớ Tết rồi đó. Dưa hấu. Dưa hấu không hạt phải không chú? Có hạt luôn. Có ao à. Có ao 7.000 ký. Dưa đâu ạ? Chào bà. Đây như hổ đây. 5.000 đó. 5.000 hũ. Bánh ngọt thôi ba mua bánh mì này đi. 2 hũ 5.000. Để hôm nay em thọ em nhà chú tắm đi. Dạ. Về làm quà cái. Đây. Dạ xin mến chào quý cô chú anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trong một video clip tiếp theo của em ngày hôm nay nha. Thì hiện tại là em đang có mặt ở tại thành phố Ngã Bảy của tỉnh Hậu Giang của cô chú anh chị mình đây. Thì trong video clip ngày hôm nay em xin mời quý cô chú anh chị mình cùng đi thăm quan chợ Ngã Bảy với em nha quý cô chú anh chị. Thì hiện tại là em đang đứng ở dòng xây ở phía trước cổng chào của thành phố Ngã Bảy đây quý cô chú anh chị. Ở phía sau lưng em bên đây là cổng chào để chợ Ngã Bảy nè cô chú. Cổng chào này thì buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Còn cặp bên hông cái cổng chào này thì là nhà thờ Phụng Hiệp. Đó. Nhà thờ này thì có cái tông hồng cũng rất là đẹp luôn á cô chú. Hướng này thì nó hơi ngược sáng cho nên là mình thấy nó hơi bị tối á cô chú. Đó. Thì trước tiên mình đi tham quan chợ, em sẽ giới thiệu một số cái con đường này đi về đâu rồi mình thì đi vô tham quan chợ á cô chú. Đó. Thì em đứng là đối diện cái dòng xe sơn là nhà thờ cô chú, đi hẳn hướng này nè. Thì là cô chú anh chị có thể là đi về trung tâm của thành phố Cần Thơ được hết quý cô chú anh chị. Còn ở hướng bên đây thì là cô chú anh chị mình có thể là đi về thị trấn Cây Dương nè cô chú. Đó, lên cầu mình đi hẳn mình có thể là về thị trấn Cây Dương. Còn cái hướng mà bọc theo cặp mé này bọc xuống đây thì là cô chú anh chị có thể là đi về thành phố Sóc Trăng của tỉnh Sóc Trăng được cô chú anh chị. Đó. Rồi, sơ lược thì chỗ dòng xây này một số tuyến đường đi như vậy á cô chú anh chị. Còn cặp bên đây thì là đi vô trong nhà lòng chợ Ngã Bảy nè. Sáng hôm nay thì em thấy bà con đi chợ rất là đông luôn nha, lượng xe tấp nập luôn cô chú anh chị. Đây có cô bán khoai cô chú. Khoai, các loại khoai luôn nè. Con chào cô. À, khoai hấp dẫn ghê chưa. Cái này là không? Là cái này là không?
Đây có phải từ nè. Quay này là nói chuyện ở đâu? Dạ, cái này thì lên YouTube á chú. Dạ. Khoai này bán sao vậy cô? 1 kg 40 chứ. 1 kg 40. Dạ. Là đồng giá hết hay là loại nào cũng vậy cô? Dạ, cũng quá trời rẻ ha. Dạ, cô bán cho con 10.000 khoai lang đi nha cô. Ký khoai ở đây cô bán 40.000 rồi cô chú. Khoai lang là ít khoai lang đường. Khoai lang đường là ăn là ngọt như đường đúng không cô? Khoai ngọt mà nó dẻo ngon lắm. Dạ. Đây là khoai lang đường nha cô chú anh chị. Đó. Ngọt mà dẻo. Rồi cô tặng thêm củ đó kìa. Rồi cô cầm giùm con cái lấy tiền cái nha. Rồi cảm ơn nha. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Rồi. Chúc cô ngoan đắt nha cô. Chú chạy xe hả chú? Dạ. Chúc chú chạy đắt nghe chú. Đây có chú chạy xe buổi sáng ở đầu cổng chợ nè. Cô chú nào có đi xe thì ủng hộ chú. Rồi cảm ơn chú. Đây có cô bán chôm chôm mới lại nữa nè. Ôi để ở phía sau cái mâm chôm chôm nhìn đẹp ghê ha. Đây là chôm chôm sa hoa nè phải không cô? Chôm chôm đường hả cô? Chôm chôm hường. Dạ. À, ký mình bán được nhiêu cô? Dạ, 1 kg có 20.000 thôi. Hình như bây giờ vô mùa. Nghịch mùa hả cô? Ồ, nghịch mùa đáng lẽ phải mắc hơn á. Coi như là một chục vườn, chỉ có vườn có trái à. Dạ. Vậy là cái vườn chỉ có mình vườn cô có trái thôi, mấy vườn kia không có. Dạ, quá hay luôn. Này kỹ thuật cao lắm mới làm chôm chôm ngựa nghịch mùa được đó nha. Dạ. Đây chôm chôm nghịch mùa cô chú bán đây có 20.000 ký rồi cô chú ơi. Đó, ai có mồi ủng hộ cô đây. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha, chúc cô ngoan đất nghe cô. YouTube dạ có lên YouTube. Dạ lên. Dạ có gì vậy? Cô về mở khám phá Vĩnh Long coi ủng hộ con với nghe cô. Dạ. Dạ. Dạ tên là khám phá Vĩnh Long. Dạ. Dạ vậy hả cô? À, dạ. Vậy là có coi hoài hả? Vậy con cảm ơn cô nhiều nha. Trời ơi cô khán giá ruột. Dạ. Rồi mình sẽ đi dài vào trong chợ. Đây thì có xe bán dừa. Đây là dừa, dừa nạo của chú anh chị. Dừa này uống mát lắm luôn nè. Nó còn hơi non non á, non nạo á. Nhà hờ đó cô chú. Dạ, vô chợ nè. Mấy bên đây thì có nhà hút rồi đó nè cô chú. Nhà hút rồi. Cái này giống như là cái gì? Phòng thuốc mà. Phòng xe mạch ha. Đó. Trường họ đường. Đây, có em gái bán gì nè. Sáng giờ bán được không em gái? Wow, bán bánh dân gian. Này em đang vô nước cốt ha. Cho anh xin quay cái nghe. Đây bánh nhân gian nè cô chú ơi. Có bánh chuối nè. Rồi bánh con sùng nữa nè. Rồi bánh tròn tròn này kêu bánh gì em gái? Bánh ít trần. À bao nhiêu tiền một cái em gái? Một cái 3.000. Ồ. Rồi bánh chuối này mình bán sao vậy? Dạ 1 chục 10. Hả? 1 chục 10. 1 chục là 10.000. Ồ. Lấy cho anh chục bánh chuối đi. Bánh ít dần thì em gái bán 3.000 cái. Còn bánh chuối này thì chục là 10.000 nè cô chú. Còn mấy bánh bên kia em gái? Cái này cũng giống bánh chuối nè. À bánh đó là bánh bò đúng không? Còn bánh đục đục này là bánh lá nè. Gác mè lên. Quá trời hấp dẫn luôn. Này bán đây lâu không em gái hay là dạ, chút mình đi lâu vậy ha. Dạ. Này gửi nha. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn. Đây mình sẽ đi dài tiếp tục tham quan của chú. Mé bên đây đoạn này thì hơi vắng và con buôn bán. Bên kia là những cái sạp trái cây bên đó lộ của chú. Đó. Và dài đầu chợ đi vô thì em thấy bán những cái sạp trái cây nhỏ lẻ cũng rất là nhiều ha. Đó. Dài một đoạn này thôi là em thấy ba cái sạp trái cây ở bên kia lộ kìa. Ở bên đây nữa nè, dưới này cũng có một chị bán trái cây. Đó.
này mặn giỏi. Đây có cam nữa nè cô chú anh chị. Wow, dài trước thì thấy chợ khá là đông nha cô chú. Ồ, ở đây có chị gái bán cá kìa. Cá gì vậy chị? Cá đen hả? Dạ. Cá he, cá chạch, cá con đó. Ồ, cá chạch này bự quá ha. Cái này chắc là mình nuôi chứ. Bắt câu không ạ? Ừ, bắt được thiên nhiên á hả chị? Ôi, cá bự bự không à cô chú ơi. Đây là cá cắm câu. Đó. Cá sông á hả chị? Sông. Dạ. Câu sông lớn. Dạ. Rồi, ai có mua cá thì ghé ủng hộ chị đây nha. Đây, cảm ơn chị nhiều nha chị. Bánh đó nè cô chú. Đây có mâm bánh dân gian nè. Tiêu rồi nè. Sáng giờ bán được không cô? Sáng giờ bán được không? À, bán cũng được. Dạ. Lấy con hai cái bánh tiêu đi. Ờ, mới ăn bánh đi. Dạ. Là bánh tiêu ha với bánh cuốn nè. À. Bánh bò. Quay lên hết luôn. Cái nào hết luôn ha. Cái này không? Cái đó là cái gì? À, rồi lấy con bánh nướng đi. Rồi lấy ra 15 ngàn thôi. Dạ. Qua một cái chả luôn. Qua một cái chả luôn. Sao mày điện mày nói chuyện đó đi. Con về nhà con điện. Rồi chúc mấy cô ăn đắt nha. Cái này quay cả nước cái gì? Dạ, quay lên YouTube á cô. Ồ, bên đây có vựa trái cây quá lớn luôn nè cô chú ơi. Bên đây lộ nè, có để giá cả đồ thẳng hôi nữa nè. Bơm nè, 30 với 35 ngàn ký nè. Đó. Nho thì 50 với 70. Rồi, đu đủ. Đu đủ này, đu đủ hái gì trái nhỏ nhỏ coi coi nè. 10 ngàn đồng một ký. Quýt thì 30. Đó. Trái cây ở khu vực phía ngoài này thì chị gái để giá hết trơn ha. Bên trong thì cũng có một số nhiều lắm, trái cây nhiều lắm cô chú. Đây có bán bắp, bắp Mỹ nè. Bắp Mỹ này ra bịch sẵn luôn. Bà con bán quá trời ngon luôn. Đó. Giờ tới khu vực trong đây á, thì thấy bà con bán đông luôn cô chú anh chị. Bên mé bên đó lộ á, thì bà con bán nhỏ lẻ đó. Nhựng khúm vậy đó. Còn ở bên tay phải của em nè là bà con bán thấy những cái sạp thấy nhiều á. Tôm nè. Tôm sống 100 với 80. Sáng giờ bán được không chị? Dạ. Thấy gần hết mâm rồi nè. Còn mấy con nó hết rồi kìa. Bên đây thì bán trái cây. Ôi cam bự kìa. 10 ngàn đồng ký. Chào người đẹp. Dạ. Người đẹp bán cam cái gà ha. Đó, bán cam bán quýt luôn. Cái này kêu quýt gì vậy đây người đẹp? Quýt Thái hả chị? Dạ. À, một ký thì mình bán bao nhiêu chị? 30 ngàn. Trời ơi, rẻ dữ vậy sao? 20 ngàn hả? 30. À, vậy là cũng đồng giá với những cái sạp khác. Đó. Quýt này ăn ngọt dữ không chị? Ngọt. Ngọt dữ lắm luôn ha. Bán em ký đi. Em mua hẹn á. Mà cho em gửi đây, chưa em ra lấy được không? Dạ. À, quýt Thái nè cô chú. Quýt này ngọt lắm nha. Đây. Cho em thử trái coi. Đây em mời cô chú nha, em lột trái quýt ra em mời nha. Dạ. Không quên đâu. Nhỏ thế này cô chú. Ồ, công nhận quýt này dễ lột ghê luôn nè cô chú. Đó.
Em mời cô chú nha, em mới lột ra được mấy muối quýt rồi nè, mời nha. Ngọt thiệt. Mùa này quýt bắt đầu ngọt rồi cô chú ơi. Bên đây lộ thì có bán cây giống nữa nè. Để qua đây tham quan cái nha cô chú. Ồ. Đây bán kiển Tết. Cái này bán mấy bữa rồi chú? Dạng họ nè. Gần khoảng 20 ngày. 20 ngày rồi. Nhưng mà bây giờ trồng vẫn kẹp mà phải không chú? Dạ. Cái này giống Pháp hay là của giống mình? Thường. Dạ giống thường, dạng họ cao quá ha. Đây, một chục mình là mình bán được bao nhiêu tiền chú? Dạ. Đây dạng họ giống này cô chú, ở tại chợ ngã bảy thì ở đây có chú bán cây giống ha. Dạng họ giống hiện chục có 20 ngàn thôi à. 2 ngàn cây á. Ai có mua thì ghé chú đây. Rồi con cảm ơn chú nghe. À, bà con buôn bán đây mà thấy rất là đề phòng luôn cô chú anh chị. Xe tải bóp ten nè. Đây con trai bán bánh gì nè. Bánh này mình làm bánh gì anh? Bánh trứng em. Bánh trứng. Dạ. Yeah. Ồ. Có khuôn đổ bánh ra nhìn lạ quá ha. Tròn vo. Đây nó nặng lên nè cô chú. Dạ kênh của em tên là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Ồ bột này thơm quá ha. Có trứng trong này phải không anh? Có. Dạ. Cô chú chán ra nè. Này mình bán đây mỗi bữa không anh? Không, chạy chợ. Chạy chợ hả? Dạ. À, anh trai bán chạy chợ nha. Đó, ai có đi mấy chợ khác gặp anh trai muốn mua bánh thì ghé. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Ai ủng hộ cho nè, sao anh không ủng hộ cho vậy? Vậy hả? Ừ. Rồi vậy lấy em cái này nhiêu cái anh? 2 cái 15. Vậy lấy em 2 cái đi. Không hỏi gì hỏi gì ăn luôn. Không hỏi gì hỏi gì ăn luôn. Đó. Đây. Hai cái bánh trứng 15 mà cô chú. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều. À, bên đây bán bông hoa nữa nè. Ồ quá trời đẹp luôn ha. Này qua Đà Lạt á anh? Qua Đà Lạt. Dạ, đẹp quá. Có rau đẹp luôn hả cô? Để con qua liền. Đó. Cô bên đây bán rau, giới thiệu có rau đẹp nha cô chú. Đây. Áo con trang rồi ơi. Áo con trang rồi ra. Áo con trang rồi ra. Dỡ nón ra luôn. Đẹp gái lắm. Nhảy đúng không? Nhảy chợ chợ đừng có chữ ta mẫu mẹ ơi. Nhảy luôn. Má đụng tía đụng cha. Trời trời. Quá trời rồi. Liễu ơi, liễu ơi. Có lấy đồ đó. Ơi chứ lấy đồ. Dạ. Căn bản đi. Cô lấy đồ. Cô lấy đồ lần được chưa? Trời ơi. Quý sứ à. Dạ. Cô ở đây hay liệu lắm nè cô chú. Bởi vậy ông thường này kia mua đồ quá trời. Dạ. Trời mấy anh bán đây chọc cô quá trời luôn. Quá trời, chọc quá trời rồi. Ốc u à. Ốc nắng ốc u. Ốc nắng ở trong. Ốc gạo. Ốc nắng ốc u, ốc nắng ốc gạo. Đây là các loại ốc luôn ha. Các loại ốc. Ồ ốc nắng này bự quá trời bự luôn nè. Một ký bán được nhiêu chú? 30 ngàn. Dạ. Lặn ở dưới sông hả cô? Ừ, lặn. Dạ. Có cái đồ thở không lặn chứ không à. Bắt như là đi biển vậy ha. Đây bò nghe chứ mỏng bò thì đang ngồi lại. Dạ. Bò cả ngày. Bò cả ngày luôn. Bò cả ngày. Dạ. Ngày được 2 kg. Ngày được 2 kg. Ngày được 2 kg. Bò nửa tháng được 30 kg được ra bán lần. À, giờ dạ, nửa tháng mới ra đây bán lần. Bò qua bò lại không có dính con nào hết. Dính được cô lấy đò à? Dính được cô lấy đò. Cô lấy đò với dòng xây ngã bảy chứ phải không chú? Dòng xây ngã bảy á. Dạ. Cô lấy đò không à? Ở đây còn nhiều cô lấy đò đó nha. Nhiều lắm, nhiều lắm. Dạ. Cô này là lấy đò đẹp nhất ở đây ha chú. Mua gạo chừng á. Dạ. Đây ai có ăn gạo ghé ủng hộ cô lấy đò đây cô chú ơi. Đây nè, cái ốc đó. Dạ. Đọt bí nè, đọt bầu nè. Đó, rồi hành lá nè.
ngọt rồi nè. Sáng giờ cô ăn sáng gì chưa cô? Chưa. Ăn khoai không? Chưa có tiền ăn không? Đây cô tặng cô. Có nè, chờ cô ăn lạc không ăn được. Ăn lạc, ăn khoai được mà. Ăn được, nó đồ ăn lạc mà. Cái này bánh trứng. Đó bánh trứng ăn được. Nè tặng cô bịch khoai nha. Cảm ơn em nha. Ăn cái hảo với con. Dạ. Biển mưa quá trời, biển mưa hay gì kìa. Biển mưa rồi. Quá trời quá đất. Hồ bão luôn á. Hồ bão là tiêu luôn á. Dạ. Dạ, để mốt mua gặp mua khoai mì cho. Rồi chúc cô chú quay đất nghe. Dạ. Xa xa cái hướng mà đi về Cần Thơ thấy đang chuyển mưa dưới quá trời luôn cô chú. Không biết là mưa hôm nay chuyển lên nè. Ồ, đây dài bán seri. Rồi ổi quá trời luôn nè. Đó. Trái cây ngon ngon không ha. Sáng giờ đi dài dài thấy mấy cô bán trên xe đạp cũng nhiều cô chú anh chị. Trong đây có cô bán bưởi với chuối kìa. Anh là kênh Khám Phá Vĩnh Long. Đúng rồi. Đây chào hai người đẹp luôn. Chào cả bảy ghét mua tôm. Đây chị gái bán tôm. Ê, tôm tươi sống luôn hả chị? Tôm lúa. Tôm lúa là sao ta? Tôm lúa. Nuôi ở cái đồng mà ruộng hả chị? Đúng rồi, là tôm ngon đó. Dạ. Wow, đây là tôm lúa nha cô chú. Đó. Có rồi, còn 2 con thôi. Dạ, quá trời đất. Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Cái bên đây là 100kg hả chị? 102. Còn bên đây là 104. Còn 100 là tôm ngọt. 100 với 80 là tôm ngọt á ha. À. Đó. Sao quay trễ quá hết trơn rồi. Em đâu biết đâu. Em em tới đây là mình tại bán đắt quá. Thôi em chúc chị ngày nào cũng bán đắt đều đều vậy hết trơn nha. Rồi cảm ơn nha. Dạ. Giờ mấy 7 giờ mấy mà hết trơn rồi đó cô chú. Ê đắt kìa không? Ngon. Dạ, tôm ngon. Ai có muốn tôm mua tôm lúa thì lại đây. Hẹn gặp chị gái xinh đẹp đây ha. Rồi, em cảm ơn chị. Đó, kế bên là nhà Mai Hòa nè cô chú. Chị gái bán ở cặp bên đây. Đây bán bông bán hoa. Ồ ôi giờ về trận ở bảy mấy bà con cũng bán sung túc quá trời luôn cô chú ơi. Rất đông bà con tiểu hùng bán. Trời gì. Đây là tới khu bán cá bán tép rồi nè. Chị đang bằng tép gồng bán kìa. Đây mình bằng ra rồi mình bán cho khách được ký nhiêu vậy vậy? Dạ, chưa mần thì 100g là 10.000 đồng. Mần cái rồi thì là 15.000 đồng 100g. Đó, ai có mua tép tép này kêu tép tép ruộng, tép rồng không cô chú? Nghe rồi chị đây. Rồi, con cảm ơn gì nhiều nha. Cá lóc, cá chê nè, đủ loại cá luôn cô chú ơi. Ở đây có cá sặc gàn, rồi cá rô bự đó. Đây đây có một cô đi xe đạp bán nè, bán khoai của chú. Ở đây thì mấy cô bán giống như nét nét từ từ ở Trà Vinh ha, bà con hay chất đồ lên xe đạp đẩy đi vòng vòng bán. Ôi rau cải đây quá trời dầu dào luôn nè cô chú. Có mấy cái mâm đặc sản miền Tây nữa nè. Này là đậu gồng nè cô chú anh chị. Rồi. Đây là bông súng cơm. Ồ cái bông rất là đẹp nha. Đó. Đây là mấy cái con ong kêu ong dúi á. Lại nó lấy mật nè cô chú. Nó nhỏ hơn con ong ruồi. Đây, sạp gà của cô. Đó, dạ đây có bán cá biển rồi ha. Cá biển nhìn cũng rất là tươi ngon đây cô chú anh chị. Con bắt trong gieo à. Đó. Chứ này bán lươn cá lóc. Lươn nhỏ cũng 200 luôn. Lươn gì? Có lươn này. Lươn đồng có gì á cũng 200 á. Đây là lươn vậy nè, 200 lượng. Lươn vậy là 200 một ký. Con này là 250. Bự hơn là 250 là cái đó nhất á ha.
trời bán lương đồng với cá đồng cũng đây. Cái này 15.100. Bỏ xíu rồi các bạn. Lấy mấy con vậy đi ngon chết. Cá đồng quá trời cô chú ơi. 200.000 ký rồi, năm ấy năm nay. Dạ bên đây cá gô nè. 30 rồi chị. Cá gô phi 30.000 ký luôn, mặn sẵn luôn kìa. 30.000 mà rồi mà đâu có đâu. Nó xíu thì mình bán cho ta 20.000 rồi nè. Nhỏ hôm nay là 20.000 rồi đấy cô. Ờ, nhỏ là 20.000 rồi. Cá đây bự bự luôn anh. Muối chiên ngon lắm á. Đây có cá chạch ngọc nữa nè. 2-3 triệu. Mà chị thấy không có cái gì là chị có gì. Cá chạch này kilo 3 có cho tôi luôn á. Bà xá không có đẩy rồi, xá đi sao quê. Đây là cá bóng tượng chú. Bơi bao không biết dài nhỏ thì cũng có nói gì không. Xếp thuần cái cá gì dài quá trời. Chào cô. Này tép tép gỗ nghe cô. Gỗ chú ơi. Dạ. Cắt cái này được lắm đó cô chú. Cắt rồi bán 15.100. Dạ. Cắt rồi bán 15.100. Dạ. Cái đồ quay mini. Hả? Dạ chưa. Dạ. Đây bên đây bán cá. Cô ăn gì cho tặng cô hộp bánh chuối nha. Dạ. Cá leo. Ồ cá leo bự quá kìa. Này cá leo nè phải không cô? Cá leo. Ủa cá leo ở đây hả? Cá nghe. À. Cá chẹm. Dạ. Dạ. Cá lăng. Ồ ôi đủ cá chạch lớn. Cá luôn. Cá nghe. Dạ. Cá chạch cơm. Cá chốt, cá linh. À, những cái loại cá đây là cá ở thiên nhiên, cá sông hả cô? Cá leo này 1 ký mình bán được bao nhiêu cô? 200. 200 ký à. Cá này nóng lên chua ngon lắm nè phải không cô? Cá nó nóng chua. Ôi trời ơi. Trời nấu nó cái nó quẩy ướt nhẹp cái mặt luôn. Đây ai có mua cá sông thì ghé cô. Quá trời. Cá đã không à. Con cảm ơn hai cô nhiều nha. Dạ. Dạ, quay lên YouTube luôn. Đó. Hoàn cảnh ở khu vực phía trước là nhà lồng chợ ngã 7 đó cô chú. Đó, quá trời đông luôn kìa. Phía nhà lồng chợ thì có hai nhà lồng chợ đối diện nhau luôn, cái nằm cặp mé sông. Bán thịt với bán cá là mé bên tay phải em, còn ở bên tay trái thì quán cà phê, quán nước rồi với bán mấy cái đồ bánh quá đồ trong của chú. Bên đây nè có bãi dưới xe đồ ở phía trong. Ôi dài đây bán tôm nhiều quá trời luôn kìa, mâm mâm luôn. Dạ không tôm cua, cua này là 30 ca, 30 ca con hay gì á, rẻ ha. Ôi quá trời tôm luôn nè cô chú. Sáng gì bán đắt không cô? À, tôm này là tôm tôm hẻ quá. Tôm hẻ đỏ. Đây. Này ký bán được nhiêu vậy cô? 200 ký. Dạ. Đó, cái đầu có gạch hết trơn ha. À, cái đầu nó đỏ đỏ rồi cô chú anh chị. Tôm này có gạch trơn à. Đó, ai có mua tôm hẻ có gạch thì lại cô ở đây. Quay ông này hả cô? Con cảm ơn cô nha. Ôi chú có mâm chả đã quá ta. Đó, ra sợ 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 gì sợ bún không á. Cá kìa. Cá điêu hồng. Cá hú nữa cô chú. Ôi cá kèo. Bên đây có thao cá kèo nó bơi tung tăng lên luôn kìa. Đây. Cá kèo này thịt nó mềm lắm luôn rồi cô chú anh chị. Nướng muối ớt rồi á. Ngon lắm. Mưa quá trời.
đó. Mẹ nhà lòng chợ ngã bảy bên đây thì là khu chợ thịt với chợ cá, thì dài vô trong một chút rồi rau củ rồi bên trong đó. Đây có cô bán hết rồi đó nè. Này hết nè cô chú. Hết lương à, cá đồng. Ôi, đồng chợ đi thấy bà con ghé mua đồ đông ha. Trời, mình đi tiếp gì dài hôm qua. Cô ở đây bán thịt, mình với sạp thịt đây. Tới khu này nghe cụp cụp tiếng chặt thịt của bà con đối diện đó. Công ty cổ phần đầu tư xây lắp miền Nam ha, chợ ngã bảy. Ở đây có chú bán hành tỏi nè của chú anh chị. Ồ này hành Vĩnh Châu á chú, thấy kết thịt dụng đẹp ghê luôn nè cô chú. Con mượn cái nha, đẹp đen. Đây hành Vĩnh Châu luôn cô chú anh chị, sản ở Sóc Trăng là hành Vĩnh Châu đó. Một ký mình bán được nhiêu tiền chú? Ơi 20 ngàn. 20 ngàn ha. Wow, đặc sản mà cũng ghẻo ha. Lên luôn đi à. Dạ lên luôn, con cảm ơn chú nha. Rồi anh trai bán bánh bò nướng luôn, bữa nay bán tới trong đây luôn hả anh? Dạ cho kỳ quy bánh ngọt nha. Gặp là phải quay nữa. Này đặc sản ở ngã bảy mình luôn ha. Quá trời hấp dẫn luôn rồi cô chú. Mấy giờ mấy triệu của lô rồi? Em mới có 100 ngàn thôi à. Đợi đi 100 ngàn. Dạ mới lãnh lúc bạc gần đây đó. Cái này nửa cái là bán nhiêu tiền anh? 20 ngàn. 20 ngàn mấy? 20 ngàn á. Này 3 ngàn cái à? Đây là 3 ngàn cái, còn cái miếng đó là 20 ngàn miếng. Có viên dừa đó nè. Dạ ở trên là viên đậu ha. Ở trên thì đậu dừa đó. Đó này bánh kẹp dừa, cái này có 5 ngàn. Cái này có 5 ngàn à? Là nó cũng cái bột giống vậy luôn hả? Khác á. Khác hả? Dạ. Khác hai cái khác nhau. Dạ, hai cái khác nhau. Nhưng mà cái bánh bò là sẽ ngon hơn quá phải không anh? Cái này bao nhiêu cái anh? Miếng 20 luôn. Lấy em miếng đi. Giống như cái viên đậu vậy đó. Dạ. Cắt ra giùm em cái em gấp đi. Okay. Em quất liền. Chung ba thứ nó khác nhau mà nó cũng ngon khác nhau. À. Dạ. Mua bánh ăn sáng hôm nay luôn. Ông đi dạo hồi về là bánh nhóc luôn nè, ông đi cho bớt. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. À, đây chợ đi chợ nào chợ nào nữa vậy? Em không biết nữa, em đi hết chỗ này cái mình có chuyến đi á, thì cái mình ngang mình ghé luôn à. Trên của ông là ổng gì quên này? Khám phá Vĩnh Long. À. Dạ. Rồi cảm ơn anh trai nhiều nha. Đó. À có lý à. Còn đây là có sạp thịt bò rồi cô chú, có để bán giá rồi kìa. Đùi 200 ngàn đồng một ký nè. Rồi nạm là 100 nè. Sườn là 90. Lê là bò phi lê là 220. Đó. Ở đây bán sạp thịt bò giá cả để hẳn hoi hết trơn ha. Quá trời sạp thịt luôn cô chú ơi. Đây qua cái đoạn này cái em mời cô chú anh chị mình cùng thưởng thức một miếng bánh bò nướng với em nha. Đó, anh trai bán rất là giá cả hợp lý bình dân cô chú. Miếng về miếng nhỏ chắc 5 ngàn, nguyên miếng bự cắt ra được 4 miếng nhỏ cô chú. Bột quá dẻo quá ngon luôn. Dạ đây bà con bán rất vui quá. Đây chắc ra trong vườn ra bán rồi luôn. Đó. Rau, củ các loại. Bánh bò ngon quá cô chú ơi. Chuối rồi rau rồi ha. Đây có cô mua rau nhúc. Chị bán rau nhúc là 12 ngàn một lọ. Rồi. Kèm nèo tái tượng T
tới giờ tiệm đập quá nên mở cửa. Mấy cô bán trước này phải dọn một chút. Ngã bảy bà con bán gì dài đường rất là xôm luôn cô chú anh chị. Em mới gì ăn xong miếng bánh bò cũng no luôn cô chú. Trứng. Ồ bên đây có sập khô nữa nè. Đây đây là các loại khô luôn ha. Đây, anh trai đang quảng bá khô cô chú. Cá rúng với cá hiều. Thầy chú. Trời ơi, trời càng lúc càng âm u của bác anh chị. Đồ đồng cũng còn rất là nhiều cô chú anh chị, cá mắm đồ đồng. Đây có cái bánh quá xanh nữa nè. Cô ăn muối. Ồ, chạy cái xe nhỏ nhỏ luôn, xe bánh bơm. Quảng cáo tiệm bánh mì á em con. Dạ. Đó. Rồi qua đây con quảng cáo với cây lên nha cho con nha. Dạ kênh của con tên là Khám phá Vĩnh Long. Khám phá Vĩnh Long không? Quay quay quảng cáo nhiều nhất nè. Dạ. Đây dạ, để con quảng cáo với cây cái. Đây có nhãn nè, nhãn đi đo nè cô chú, 30.000 một ký nè. Nhãn này là cái hộp có nhỏ xíu à phải không con? Dạ. Dạ không thấy ai bán ai nhãn da bò hả à, con? Da bò bán không có được đâu con. Dẹp luôn à. Dạ. Ít người ăn lắm. Thì có dầu tây nữa nè. Dầu này dâu Đà Lạt hả con? Ừ. Một ký mình bán bao nhiêu con? 300.000 một ký. Dạ. Đây dâu rồi lợi nhất luôn thấy rồi. Nhìn quá ngon luôn. Đây là táo rồi cô chú. Táo thì 25.000 đồng một ký. Này chắc táo Ninh Thuận hả con? Dạ. Táo Ninh Thuận nè cô chú chị, 25.000 ký. Dạ. Ủa không có tặng rồi. Dạ. Chào cô. Các gà buôn bán đỡ không cô? Làm con ngủ đi. Rồi, tặng con ngủ. Thôi để con mua cho. Đợt hổm có tặng rồi. Cái này heo quay miếng nè con. Dạ, heo quay miếng đây. Nhà bảy nha. Một ký là mình bán nhiêu con? 260 con. Dạ, 260. 260. Đó, quay lên da cốm luôn nè cô chú anh chị. Ồ. Da cốm thơm ngon luôn. Quá thì ngon luôn ha. Còn cái này là bún sườn hết trơn luôn. Bún sườn luôn. Trời ơi, nhìn
Dạ. Ủa, biến người quay hình. Đó, ao rồi. Ủa, anh sắc cũng phải không con? Dạ. Ủa, người ta năm ổ thì rồi hả tới anh? Dạ. Con, giới thiệu giùm cô kìa, chủ kiệu lạc xưởng luôn kìa. Chủ kiệu lạc xưởng luôn. Anh quê kìa, bên đó, bánh mì ba tê. Dạ. Dạ, để... để con quảng cáo củ kiệu với lạp xưởng trước. Lạp xưởng đủ loại luôn con. Wow. Mùa này thì bắt đầu cô ở đây có bán lạp xưởng nè cô chú ơi. Lạp xưởng củ kiệu dần dần chuẩn bị đón Tết năm 2024 nè cô chú. Lạp xưởng nè. Có tôi phải có bà rồi. Đó. Có cô là phải có gì? Cô đào hết vốn rồi. Cô đào bán nào bây giờ đâu? Cô đào hết vốn luôn hả? Cô đào đã giá đây mà hết vốn vậy là không ai còn vốn luôn á nha. Dạ. Ôi, củ kiệu nè cô chú ơi, quá trời ngon luôn. Đó. Cái này là ăn được luôn rồi nè. Tới kiệu rồi nè. Còn cái này là mắm tôm. Tôm tép nè. Quay hương hiệu luôn nè. Quay hương hiệu luôn, cô Phượng. Đó. Cô Phượng là kế bên tiệm vàng Kim Yến đây nè cô chú. Tiệm vàng rất là lớn ở đây nha. Lớn nhất ở Nga 7 mình luôn á cô. Đó. Cô có chia sẻ là tiệm vàng lớn nhất Nga 7 luôn cô chú. Kim Yến. Xưởng đây có gà bịch sẵn nè. Có để ngày sản xuất rồi hạn sử dụng nè cô chú. Một bịch nửa ký. Đặc sản Sóc Trăng. Vậy là cái này chắc nhập ở Sóc Trăng về. Wow. Có lạc xưởng mực nữa nè cô chú anh chị. Quá đặc biệt luôn ha. Đó. Lạc xưởng mực, lạc xưởng trứng muối. Đó. Nguội. Dạ, lạc xưởng trứng muối một bịch là mình bán nhiêu tiền cô? Dạ, 101 một bịch lạc xưởng mực là một bịch mình bán lạc xưởng mực mực là nhiêu cô? 100 đây là xưởng mực là 100.000 một bịch nha cô chú. Bịch là nửa ký nè, 500g nè cô chú anh chị. Đó. Còn cái này là 101 là lạc xưởng trứng muối. Bịch này cũng 500g luôn, nửa ký nha cô chú. Đó. Kiểu là mình bán nhiêu củ hủ cô? 100. Dạ. Hủ này chắc cũng nửa ký nè cô chú. Kiểu 100.000 một hủ. Đó. Còn mắm tôm này cô? 140 hũ. Dạ. Mắm tôm là 140 hũ. Hũ thì chắc cũng nửa ký luôn cô chú. Nặng lắm. Đó. Cô chú anh chị nào mà có về Ngã Bảy thì ghé cửa hàng của cô Phượng ở đây. Mua bánh mì rồi mua chả lụa pate. Cửa hàng cô Phượng heo quay nha. Cô Phượng heo quay. Dạ, đặc biệt có heo quay miếng cũng rất là ngon luôn. Con nguyên tủ đồ quá trời, cái cô mở điện cho con quay. Dạ. Mua lại cho con một đi đồ điện luôn. Wow. Cho con ăn nữa. Rồi, để con tặng cho cô mẫu. Ha. Mở điện lên đây chơi cũng quay tủ đồ. Không phải chỉ cho một coi mà chỉ không có. Dạ, cái này chắc hai bữa đó cô. Ba ổ này đủ, hai ổ chơi rồi, hết vốn rồi. Dạ. Bữa nay mấy anh đâu cô? Có một anh đó đó con. Vậy hả? Nghe đó, con giờ tủ đồ nghe đủ. Wow. Đây. Tủ đồ lạp xưởng của cô nhìn qua hết trời hấp dẫn luôn đây cô chú. Cây này có lạp xưởng khô nữa nè, một bịch này là 1 kg nè. Một bịch 1 kg này là mình bán nhiêu tiền với cô? Đợi con đang quay về chấm tư đúng không? Dạ. Đặt xưởng kêu là lạp xưởng khô cô chú, 140 à, 1 kg nè. Cũng là đặc sản Sóc Trăng luôn. Từ 140 đến 220. Dạ. Từ 140 tới 220 cô chú. Lạp xưởng khô Mai Quế Lộ, nghe tên là lạ ta. Rất là hấp dẫn nha. Nhìn cái tủ trưng bày lạp xưởng đẹp hết cô chú. Bên đây củ kiệu với chả lụa. Chả lụa nè cô chú. Bảo quản nhìn tủ lạnh tủ mát nè. Củ kiệu nữa nè. Rồi những cái hũ dưa chua.
là ăn ngâm là chua nè. Sen là sen làm nhà nha. Sen làm nhà luôn á em gái. Dạ làm nhà. Có này là xúc xích tỏi, còn này là da bao. Da bao. Da thủ. À. Có chả lạnh nữa. Wow. Một đoạn vậy mình bán nhiêu tiền em gái? Dạ. Một đoạn vậy mình bán bao nhiêu tiền? Dạ. Da thủ là đi đi. Đấy. Xúc tỏi là 70 đúng không? Xúc xích tỏi là 70. Xúc xích tỏi là 70. Da bao 80. Da bao là bên đây. Dạ, da bao là cục này. Còn cục này là da hủ là da hủ nhéo. 90. Da hủ thì 90. Dạ, sen thì 60 sen nhà. Sen nhà. Có sen với lại gà tiếng vua ở trong này. Có gà tiếng vua trong đây luôn. Dạ, đặc biệt luôn. Tại không có độn. Không có bất cực độn gì trong đây chứ. Wow. Không tẩy luôn, sen là sen không tẩy. Làm thiên nhiên ha. Dạ rồi. Một hũ này nửa ký không? Dạ. Hũ sen chỉ cân như ký. Hũ sen sao mà 50 con? Cái trọng lượng á. Nửa ký. Ờ. Tại chưa, không có tính nước ở trong nha. Ờ. Rồi, anh cảm ơn em gái nhiều nha. Để cô sạc cho quay cho con ăn con ơi. Dạ, dạ, dạ. Được rồi con, để con đi vòng cái hồi con quay lại. Cho con ăn để con cặt nhặt nè, con quảng cáo cho cô. Để cô chặt cho con ăn liền. Ừ. Cô giờ quá cho đông khách luôn 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 chú chị. Đang làm rồi rồi. Đây nè, em lại chú tiêu. Đây nè, con ăn rồi con cặp nhanh nha. Nè, quay lại cho cô. Đây. Nè, quay cho cô nè. Miếng quay tôm mở ra đã không chú? Chín tới hàng luôn. Dạ. Cho con ăn rồi con cặp nhanh. Đây con cứ ăn rồi con sẽ quảng cáo giùm cô. Đây em mời cô chú anh chị nha. 50 ngàn. 50 luôn. Đó. Nó quá Vĩnh Long. Dạ. Con ăn thử đi con ăn vô trực tiếp luôn. Dạ. Đó rồi cô chắc dạ. Cho khách luôn đi cô. Chắc cho khách luôn. Con ăn đi con. Dạ. Ăn quảng cáo cho cô. Đây em mời cô chú anh chị nha. Ủa cô chặt quá trời đã luôn kìa. Nè mình ăn thử mình mới cảm nhận được. Dạ. Có 260 kg rồi con. 260 kg à. Rồi cái này là 100 ngàn đó. Dạ. 100 ngàn đó con. Ồ quá trời nhiều ha. Nhiều đây về nhậu rồi xỉn luôn. Đó 100 ngàn đó. Đó. Đây là 100 ngàn nè. Một phần 100 ngàn đó. Đó một phần 100 đó. Quá ngon rồi. Đây. Rồi. Mời cô chú anh chị. Đó heo quay nè cô chú ơi. Đói thịt luôn nè. Dạ. Rất là ngon. Con ăn đi cái mùi vị đây là nói ok rất vừa ăn luôn. Dạ. Thơm nè. Đây ướp vừa ăn. Ướp vừa ăn không có như ở thành phố. Dạ. Chăm đó con. Chăm gọi kìa vô. Rất là ngon cô chú. Ai có ngang ngay bảy ghé cô ăn heo quay. Đúng rồi nè, cho con ăn thử đó. Dạ dạ. Sợ nhiều quá con ngán. Thôi được rồi cô ơi. Dạ. Con cảm ơn cô. Để cho con ổn đi. 50 hả? Vậy nghe 100 lộn người khác. À, biết rồi, một chữ. Đây rồi. Ngon quá. Rồi 50 nè. Trời ơi, cái da nó giòn gú luôn á. Làm cho anh ổn tì luôn đi nha em. Dạ thôi. Này cho con không cho con ăn cho biết mùi vị ở quê. Có bánh mì để con lấy tiền nha. Không, tôi tặng thôi con. Vậy thôi, mốt rồi, con không rồi, dám ghé nữa. Rồi, lấy tiền thì lấy. Dạ. Lấy 10 ngàn thôi. Dạ. Còn không dám ghé nữa. Rồi. Quá trời ngon luôn. Ờ, cô chặt đã không? Chặt cái này ra để dồn quá hả cô? Dồn bánh mì con chặt dạ. Bự quá thì ta ngán lắm. Đúng rồi. Thôi ta cầm ổn thì ra ăn ta ngán lắm. Dạ. Thôi mình chặt nhỏ nè. Quá. Con ăn con thấy ngon không? Dạ ngon. Không phải định á mà ướp ở đây ngon. Dạ. Ướp cái hữu vị ở đây rất là đặc biệt. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Tặng con hộ đi con. Thôi, đợt trước có tặng rồi. Cái này để con mua ủng hộ nha. Đây anh gửi tiền em nha. Cảm ơn cô nhiều nha cô. Con nhớ quay cái bản hiệu của con nha. Dạ.
Đây là chỗ quay của cô Phượng cô chú, đối diện đó là Bách Quá Xanh. Cặp bên đây là cô bán trái cây với tiệm vàng nè. Cô, bạn cô bánh mì nè. Thôi, con ăn đi. Hả? Không. Ăn đi hả con đi. Thôi ăn đi con, cô không ăn đâu. Rồi con chúc cô ngoan đó nghe cô. Cảm ơn cô nhiều nha. Đó. Kế bên tiệm vàng Kim Kim Yến là của cô Phượng heo quay cô chú. Heo quay ở đây nói rất là ngon á. Ăn cái khẩu vị nó ướp dừa thới heo mà cái da giòn ngon lắm. Đây bán cá biển quá trời luôn. Rồi mình sẽ đi về dài tiếp tục. Ôi chợ còn đông nè. Bên đây thì bán khô, các loại khô luôn cô chú. Quá trời hấp dẫn luôn. Ôi bên đây bán chuối với dừa hấu không hạt rồi kìa cô chú anh chị. Ôi nhìn cái này nhớ Tết rồi đó. Dưa hấu không hạt phải không chú? Ờ, có hạt không hạt luôn. Quá trời ngon luôn, đỏ ao hả? Đỏ ao 17 ngàn ký, dưa Long An. Dạ. Dưa thường 15, 13. Bây giờ là mình bán bắt đầu tới Tết chưa chú? Tết bán dữ lắm, Tết bán mười mấy tấn nha. Dạ. Cái này kêu là phải dưa mặt trời đỏ vậy không chú? Không. Khác hả? 494. 494. Vậy là chắc giống mới giờ quá ta. Con này là dưa Long An. Dạ. Cái này dưa da da đen nè không chú? Long An. Dạ. 17.000 ký. 17.000 ký. Không hạt, cái bự cái 5 ký là 15. Trái này là 5 ký hả chú? 5 ký, 4 ký rồi. Dạ. Đó. Cô chú anh chị nào có ăn dưa hấu thì ghé đây. Này là khu chợ mới hả cô? Chú khu vực 1, chợ ngã 7. Khu vực 1, chợ ngã 7. Chị Châu. Dạ. Chị Châu bán dưa hấu với dưa gà là chị Kim hai bên luôn hả chị? Hai bên luôn, hai vợ chồng luôn chứ. Wow. Đó, quay lên nè. Ông Út đẩy thì bán thằng kia. Quay gì đang đẩy gì vậy? Dạ để lên cho bà con xem á. Quay chợ tôi bảy hả? Dạ. Đến rồi. Ông Út bảy hả? Ông Út đẩy. Ông Út đẩy hả chú? Út đẩy bán dưa dưa gà. Dạ. Dạ đúng rồi. Quay nhỏ nó nè, quay nhỏ nó kể rồi. Trồng dưa gan thì 15 ngàn ký. Dạ, là đồng giá hết đó hả chú? Đồng giá. Wow, đồng quá rẻ ha. Em đó bán cá lại chồng nhớ nó mắc cười dữ lắm. Dạ. Đây, đây có người đẹp bán cá nha. Cá đồng, lương đồng luôn. Đó. Sáng giờ bán được mấy tấn rồi cô? Bán được nhiêu rồi? Bán được có 200 à. Có 200 hả? Dạ, lợi nhiêu? Lợi ít à. Cười lắm. Dạ. Lại có 200 à. Một ký lại 200. Hai nữa ông đây nè. Một chục lắm ông bây giờ giá chỗ khác đây. Dạ. Dạ cái của con bên YouTube khám phá Vĩnh Long á chú. Khám phá Vĩnh Long luôn. Dạ. Đó. Bảy chưa? Mới có chưa? Dạ chưa, chắc mốt quá chú. Dạ. Mốt Út đẩy bắt lên. Dạ, Út đẩy ha. Đây cô chú, ở đây có nguyên cái gian hàng dưa gan của ông chú đây mới bán này cô chú, nhìn quá trời đẹp luôn nè. 15.000 ký. Bên đó là dưa hấu đó, dài ghê luôn cô chú anh chị, nguyên cái kệ nè, nhìn đã ghê không. Sao đợt trước con đi không không nhớ ở đây có dưa gan ta? Ở đó mình có bên cậu con quay bên đó đó. Dạ hả chú? Dạ. Năm nay chú qua đây nè. Chú qua đây bao lâu rồi chú? Từ Tết tới giờ. Từ Tết giờ hả? Dạ. Đó con quay lên đó mỗi năm luôn á. Dạ. Thì năm rồi chú bán bên kia của chú anh chị ơi. Hôm nay chú về qua đây. Bên đây thấy đẹp á. Hai chồng quá trời đẹp luôn. Út đẩy với chầu dưa hấu. Út đẩy với chầu dưa hấu ha. Út đẩy đụng là đẩy phải không? Dạ để cho chầu dưa hấu còn. Dạ. Chồng để cho Út đẩy. Dạ. Tên hay quá chứ. Rồi. Rồi con cảm ơn cô chú. Sức khỏe. Dạ con cũng chúc cô chú về sức khỏe. Mua mai bán đất nha. Thôi. Chờ lên khám phá Vĩnh Long. Dạ. Từ đây tới Tết chắc con có quay nữa. Dạ. Cảm ơn chú. Đuổi hả cô? Phải nó mà đây xuống mà còn cũng bị đuổi. Dạ. Ồ giờ đây bán khô quá trời luôn nè cô chú.
quá trời các loại khô luôn á. Khô cá lóc nè, bên đây là khô cá sặc nè, bên này khô cá dứa nè, bên này khô cá đường nè, đủ loại khô hết. Gạo củ ở đây cũng để giá cả luôn đó nè, củ qua 10.000 đồng một ký, một dịch 25-22.000 chục. Dưa leo thì 10.000 ký. Chào có hộp. Giờ ở đây có cái sạp này bán em quá. Đây để khu chợ tự tiêu tự sản nè cô chú. Tự sản xuất rồi tự tiêu thụ luôn hái gì đó. Ôi làm cái dốc lên ngon lành luôn ha. Hồi trước là chưa có dốc này đâu. Cá giò bự kìa, quá trời to cá giò này, mình chắc cũng 6-7 kg chứ không ít đâu, bự lắm chú chị. Đây chủ quán trứng luôn, chào chú. Rồi các loại trứng luôn ha, bên trong nè cô chú, bên trong đây khu chợ tự tiêu tự sản nè. Ồ đây có bán ba cái đồ và dùng trong nhà bếp rồi nè cô chú. Đó. Nồi niêu son chảo các loại luôn. Quá trời nhiều rồi. Như là một cái siêu thị mini ở đây nha cô chú ơi. Cái này là về con tháo bọc nha. Đúng rồi. Quần áo luôn bên đây luôn. 3-4 gì hết trơn. Ồ mẫu mới đẹp đẹp không kìa. Máy này mặc đi đám đi tiệc cũng được nè cô chú. Áo giày dép luôn. Bên đây có bán mãng cầu luôn. 40.000 một ký. Trời ơi khu chợ đây bà con ngồi bán vui quá nè. Ở đây thì che dù ngồi bán nha cô chú. Chưa có lợp tôn. Ồ, cá kìa. Dạ đây mấy cô bán đồ vườn không nè, rau vườn. Ồ dừa. Chào cô. Sáng giờ bán được không cô? Được, cho gai cậu ơi. Dạ. Rồi, xin mời. Con cảm ơn cô. Ồ rau muống nè cô chú. Dạ, rau muống ngon quá. Trời ơi, tiệm vàng người ta đâu có cho mình vô đâu quay. Tiệm vàng vô phải mua vàng. Dạ, mua rau đỡ hơn mua vàng không có tiền đâu mua. Rau này của chú ơi, rau vườn rất là ngon nha. Rau muống rồi đọc nhãn lồng, lá cách nữa nè. Rất là ngon. Cái này là mình hái ở trong vườn luôn á. Cũng tốt quá ha. Cái này thiên nhiên chứ không có rải phân đâu. Dạ. Dạ. Rau muống. Đây cô chú anh chị nào có ăn rau muống thì vô đây. Có hai chị gái bán đây nè, rau muống rất là ngon luôn á. Cậu mập lù à. Đó. Cái này mình làm dưa chua ăn cũng được đâu phải không chị? Dạ. Dạ. Không có dám đi chợ chiều. Đi xong đi có buổi sáng. Đó, hai chị rất là vui vẻ đi cô chú. Em chúc hai chị buôn bán đắt nha. Cảm ơn hai chị nhiều. Đó. Ở đây có chợ chiều đó cô chú. Sáng hay cũng vui, chiều vui quá. Rồi, cô dướng rồi, phụ không cô. Đuổi tới luôn. Đó, trên đây nhỏ nhỏ chứ bà con đi xe cũng lên được cô chú anh chị. Cặp bên đây có cái con sông nữa nè. Mướp nè, cũng qua, chào chị. Có vụ gì nữa? Dạ, em quay cánh chợ. Đây 700g à. Mướp này mướp gì mà thấy á? Mướp thấy cái da nó xanh đen nè. Ừ. Mướp này mướp hương.
ký bán nhiêu chị? 10 ngàn hả cơ? Dạ, ký quốc thì 10 ngàn. Đây, quá trời rau củ khu này luôn. Cô đây bán trái cây, đồ chua nè, xoài với ổi. Bắp rốt đâu có đầy đủ. Dạ. Ôi, ổi nha, giọt cái đá nha. Ổi này ổi gì? Ruby. Ừ, Ruby, yeah, giống mới rồi. Ruby ruột đỏ. Ngày xưa là mình ổi lê rồi đó. Này ổi Ruby giống mới của chú. Wow. Đây, bà con đi gió lãi một chút. Bên kia xong rồi có quán cà phê kìa. Đây là một cái nhánh sông rẽ vô ngay chỗ dùng xây ngoài kia là ngã bảy. Dạ kênh của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long kìa. Dạ. Kênh Khám Phá Vĩnh Long lên tiền nhà mình có mình trên mặt tiền đó. Có trên mặt tiền luôn đó. Lên kênh ở đây là có mình đó. Dạ, tại nickname vậy đó mà. Ồ, trái này ăn được không ta? Ôi, cây lộc rừng. Cây lộc rừng đó cô. Dạ, phải ăn được ở đâu còn. Quá trời trái luôn. Dạ. Hả? Dạ, lâu lắm mà con mới về đi lại chỗ này á. Dạ. Chấp trước cũng có đi một hai lần rồi. Dạ. Dạ. Ồ, rau muống nè cô chú. Này mình bào ra để bán muống riêu á cô. Đúng rồi. Ngon đó ha, rau muống đỏ. Bào ra rồi 1 ký mình bán được nhiêu cô? Cô bán 15 ngàn. Dạ, 15 ngàn 1 ký. Thôi qua điện. Thôi qua điện hết liệt. Sao mà không đem qua tính đâu điện chuyện gì? Có một bao mình lấy không làm lời. Dạ. Lấy công làm lời. Đây, ai có mua rau muống bào thì vô đây. Vụ rồi ha. Dạ, quá trời. Dạ, lên YouTube đó cô. Dạ, YouTube đại con, kênh con là Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Cô ở đây bán me nữa ha. Me rồi trái giác nè. Chuối sáp. Ở đây là khu chợ quê hả cô? Chợ quê. Như mới thành lập gần đây phải không cô? Hả? Đây thành phố rồi đó, thành phố ngã bảy á. Nhưng mà cái khu này bán còn thấy quê quá. Thấy còn bình dân quá à. Đây là trong ruộng, trong vườn người ta ra bán không à. Dạ. Bán hàng thì có lô, có sạp ở ngoài kia. Còn đây là trong đồng. Dạ. Đây là khu tự tiêu tự sản nè. Còn phần bí nữa kìa. Chào cô. Wow, mắm hay vậy cô? Dạ, cá mồi. Cá mồi hấp. Cá mồi. Quá trời ngon luôn nè. Đó. Mình chừa cái lỗ này để mình múc nước đó ha cô. Múc nước. Một ký là cô bán được nhiêu cô? 950. Dạ. Đây cá mồi cô bán 950 nè cô chú. Quá trời ngon luôn. Mua đồng luôn. Vui lắm hả cô? Dạ. Hàng chuyến sau. Con chú đó bán gì vậy cô? Bán cá mồi. Cá mồi đó đó ha. Dạ. Bữa nay không có gặp chú rồi. Dạ. Đó. Bên này có bán mấy cái gỗ tre, gỗ cây rồi đó nè cô chú. Con cảm ơn cô nhiều nha. Đó. Lâu lắm rồi mới thấy bán cái này dài dài ở đường nè. Mấy cái gỗ nè cô chú. Mấy cái xịa nè. Sáng giờ bán được không anh? Ồ, mấy cái này nhìn nó dân giả ha. Đũa nè. Rồi muỗng mấy cơm nè. Mấy cái mẹt, mấy cái xè đây cô chú. Đủ hết trơn luôn. Này bán chạy chợ hay là bán ở đây cố định anh? Chạy chợ ha. Này có duyên lắm mới gặp được cái gian hàng của anh trai bán chạy chợ đây cô chú. Rồi chúc anh mua bán đắt nha. Cảm ơn anh. Đây đi vừa thẳng này là lại nó đụng nước sâu chú. Này quẹo ra cũng được. Bà con buôn bán dài đây nè. Bán cá, bán rau. Trên này có quán ăn nữa. Bún mắm thôi chú anh chị.
Đây. Đó. Sáng chợ đông nhất là thầm mặn 7 giờ của chú là đông khách nhất luôn á. Ê ê ê luôn á. Giờ thì cũng còn lấy gai. Quá trời cá luôn cô chú ơi. Ở đây là quán cá đồng cũng nhiều lắm nè. Cá chê, cá rô. Trời dài đường này xưa bà con bán giờ đây hết trơn rồi cô chú. Nó cặp ở khu trên đây nè. Đường đi giờ thấy thông thoáng ha. Qua mua bánh nữa. Mua bánh ngọt nữa. Đâu lâu lắm mình mới xuống á chứ, xuống là hoài. Chào bà. Đây nhiêu ngổ đây? 5.000 đó, mua 5.000 ổ. Bánh ngọt thôi, ba mua bánh mì này đi. 2 ổ 5.000, lấy hết đi 10.000. Lấy 2 ổ này với mấy ổ nhỏ này đi. Bánh mì que hay gì nè, cái dài dài. Dạ. Mì que là nhiêu ổ cô? 3 ổ 5.000. 3 ổ 5.000. Lấy 3 ổ mì que với 2 ổ mì ngọt này đi cô. Rồi, là 10.000. Dạ. 10 ổ luôn. Đâu lâu mới xuống lần chứ đâu xuống lại. Xuống bà là chết luôn à. Quay đưa lên cho chúng mình nha. Dạ. Chợ Ngã 7 nha. Chợ Ngã 7 Phụng Hiệp. Phụng Hiệp rồi. Phụng Hiệp là tên xưa. Đó. Bây giờ là đổi là thành phố Ngã 7 rồi. Thành phố Ngã 7 rồi đó. Dạ. Trời chúc cô quán đắt nha cô. Cô đây bán bánh mì ngon lắm nè cô chú ơi. Bánh mì ngon lắm. Bánh mì chân màu đen ha. Dạ. Bán bánh mì chân màu đen. Này là cô có lò ở nhà đúng không cô? Có lò đang đánh đó. Dạ. Đó. Này bánh mì bự nè, như cái ôm luôn nè. 10.000, 5.000. Dạ. Bự mà rẻ nha. Rồi con cảm ơn cô. Ồ chỗ này còn đông khách quá kìa. Ở đây thì bán mắm. Thì dài mắm rồi bên đây cô chú. Xe đông quá. Ngồi lộ cái. Ê quá ha cô. Bên kia bắt mối trước rồi. Dạ. Ở đây bà con hàng quá trời cô chú ơi. Thấy lượng khách đi đông mà người ta ít cứ ghé ha. Ế quá trời, ông thọ ông đi ông nhà chiếc mắm đi. Dạ. Về làm quà cái. Đây ai có mua mắm thì ghé ủng hộ bà ở đây cô chú ơi. Mắm ngon lắm luôn nè. Quay lên nè cho người ta biết coi. Đó. Mắm này là mình lấy Châu Đốc hay là mình tự làm bà? Lấy Châu Đốc á ha. Đốc về. Dạ. Vậy là giờ muốn ăn mắm Châu Đốc khỏi cần đi Châu Đốc luôn cô chú. Đúng rồi, đúng rồi. Về tại đây là có mắm Châu Đốc ăn nè, thì mắm cá linh nè. Đó, 1 kg mình bán được nhiêu bà? 70. 70 ngàn à. Ở đây là mắm cá sặc nè. Mắm cá sặc này 1 kg nhiêu bà? Cá sặc thì rẻ ăn cá linh. Dạ, nó cũng ngon ăn chứ. 60. Ngồi xa xa mà ngồi trái thấy cảnh thì thấy là trợ lý vậy đó. Mình ngồi chắc sống tủ lên. Ngồi là thấy cảnh là chợ ế hả chị? Dạ. Thấy không? Mới hàng cái là có khách ra mua nè. Ba khía nặng chanh tỏi ớt luôn. Đó nghe đảo lên YouTube. YouTube gì vậy? YouTube của con là Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long à? Dạ. Không có trúng đâu chị. Dạ. Không trúng đâu. Dạ. Mày vô hết trơn rồi. Đó, ở đây bà con vui vẻ ghê luôn đó chú. Dạ, con chúc bà ngoại nhiều sức khỏe, bà ngoại đắc cái bà ngoại.
ai có ăn mắm ghé ủng hộ ngoại của chú ơi, ngay cái lò bánh mì Sáu Hải nè đó. Dạ, ủng hộ mắm bánh mì rồi bên đây luôn. Dạ rồi, chúc anh chị mua bán đắt nha em, cảm ơn nhiều. Ôi dài đây bán bông nè, đẹp đẹp không luôn. Chào cô. Dạ, cô bán bông của bên chồng. Dạ đó, giờ mới được lên hả cô, để quay cô lâu lâu nhiều coi cho đã. Dạ. Cô làm bói gì mà bán được nhiêu cô? 20. 20, quá đẹp luôn ha. Dạ. Đó. Đó 20.000. Cút đồng tiền đó cô chú. Đồng tiền. Đồng tiền chân là có tiền luôn. Rồi, con chúc cô ngoan đó cô ơi. Con cảm ơn cô. Dài dài tới khu này bán đậu hũ, đường chai rồi cô chú. Chào. Nắng rồi che hả chú? Nắng che. Dạ. Che không có nắng khô hết hả? Quá. Nắng lên rồi, nãy thấy chuyển mưa giờ nắng rồi. Bây giờ đây bán rau, trái cây. Ồ, ổi với mận người chú. Mấy bên đây lộ thì bán quần áo rồi nữa nè. Giờ bắt đầu thấy đồ mới bắt đầu về bán rồi nè. Đó, mẫu mã mới không cô chú ơi. Đây là đồ nữ ha. Đây, cô này cũng còn mặt con đi đây gai. Đây đi bọc ra ngoài cầu cũng hẹp được luôn cô chú. Đây thì bán rau củ rồi quá trời nhiều luôn ha, các loại củ luôn á. Đó. Chào hai người đẹp. Dạ, chị nói đúng nè. Lâu quá mới thấy xuống. Đó. Tức là bán đỡ không hai chị? Dạ. Đó. Mùa này có nho nè cô chú. Nho này thì Tết thì có. Dạ. Cái máy này mới gọn hơn cái máy kia. Dạ, máy này nhỏ gọn. YouTube của em đã đăng lên trang mà đài nào ta? Dạ, Khám Phá Vĩnh Long. Khám Phá Vĩnh Long. Dạ. Đây có cam nữa nè. Cái này kêu cam canh nè phải không chị? Cái này cam canh đúng rồi. Cam canh. Này một ký mình bán được nhiêu chị? 30-40. Dạ. Ồ, cam canh nè cô chú. Đỏ đẹp ghê luôn nè. Đó. Cam canh là ở ngoài Nha Trang đem về không ta? Hà Nội. Hà Nội lận. Đó. Bên đây thì có Lê Hàn Quốc hay gì nè? Lê Hàn Quốc. Dạ đúng rồi, mình mới làm sao mà hay người ta coi nhiều á, người ta đăng ký cho mình mới có nút vàng nút bạc. Dạ. Đầu tiên thì mình phải đầu tư bỏ tiền ra mua máy móc rồi. Tại mình không có tem á chị, nhầm người ta tạo tem ra người ta làm chung. Đúng rồi, quá trời đông vô luôn á. Chị phái coi đó đó. Em cũng phái coi lắm á. Chị theo dõi đó ngoài. Dạ. Lúc gầy có mấy thành viên nữ vô nữa, bên tem Lâm Lâm TV rồi đó đó chị. Đó. Anh đó làm rất là hay. Dạ hả? Dạ tem rồi. Dạ. Bây giờ Hào vô. Hào cũng im lắm á. Hào miêu. Hào miêu á. Rồi em chúc hai chị mua bán đắt nha hai chị. Ai có mua trái cây ghé ủng hộ đây hai chị gái của em hả. Ồ dài dưới đây còn đông quá nè, ngay ngã tư rồi cô chú. Bông qua đây đường nãy giờ mình đi là đường có tên là Lê Lợi nha cô chú. Đó, nguồn quẹo vô bên đó là đường Lý Thường Kiệt, nguồn quẹo xuống đây là đi xuống mấy sông luôn nè. Khi bọc ra ngay chỗ dòng sông ngã bảy nè. Rau củ, khu dưới đây giống như khu chợ đầu mối á cô chú. Bà con bán rau củ thì rất là nhiều. Sáng sớm cô chú xuống đây thấy bà con đi bốc đồ á.
khoảng 5 giờ mấy cô chú xuống đây nè, thấy bà con đi bổ đồ, đi lấy rau củ về ngồi chợ khác bán, vui lắm. Giờ thì bà con đi hết rồi, lấy xong rồi về chợ khác bán hết rồi. Đây, rau củ quá nhiều luôn. Chào cô. Đây bọc ra là khu chợ đầu mối ngoài đó nữa cô chú anh chị. Đây mình tới đây cái này, mình vòng lại mình đi cái đường đông đông ở phía trong. Cái khu này thì hơi vắng. Đó. Rau củ đầu mối luôn nè. Dài dài cặp ở ngoài mấy sông luôn. Đó. Ghe tàu đi quá trời vào đây. Thôi, vô lại cô chú ơi. Tôm tép. Đường này đi hẳn luôn cũng được rồi cô chú. Đi hẳn là mình bọc lên đây, thì dài đi ra ngoài dưới dạ cầu. Có đường nhỏ nhỏ bọc ra ngoài đây là đi xuống mấy sông rồi luôn. Góc này bán khô các loại luôn. Quá trời nhiều. Này, những cái hao mực nè, bán đồ biển nha, mực không à. Vườn rau cô chú. Chợ Ngã Bảy lớn ghê cô chú, đi vòng 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 chưa hết chợ, bà con bán rất là đông. Khu này thì bán ba cái đồ mũ của chú chị đó, từ nhựa đâu nè. Ba chục cây à, chỗ này bán giá hẹ bún. Mẹ ta dạo chết bán chị. Khu này thì bán đồ mũ nữa không chứ. Ghế mũ đồ quá trời, ca mũ nữa kìa. Dạ. Quay chợ Ngã Bảy nữa. Đi vô đây dạo ngoại hả? Dạ giờ đi về dạo ngoại. Sáng giờ ăn gì chưa cô? Ăn bánh tiêu không? Thôi con ở đây con bán đây, con đem về ăn đi, vợ ăn đi. Thôi tặng cô bịch bánh tiêu ăn lấy hảo con. Thôi, thôi. Thôi ăn đi. Trời ơi, không lấy nữa. Dạ. Con mua mà, con mua ta đi. Dạ. Có gì đâu, con mua con ăn lâu hết đâu. Đây là dưa cải hả cô? Ờ, cái này dưa cải hả con? Ôi, quá trời đẹp luôn. Thấy này là thấy sắp Tết rồi đó. Tết nhà nào chưa cũng làm này để ăn Tết cho được. Cây gì mình bán được nhiêu cô? Bán ký 25 ngàn con ơi. Dạ, bán 1 ký ha. Ờ, bán 1 ký thôi. 25 ngàn. Rồi bán dưa cải với một số loại rau đó rồi cô chú. Đó. Ai có ăn thì ủng hộ. Hình như là xưa chợ cũ ở đây nè phải không cô? Ờ, hồi xưa đây là chợ cũ ở đây nè. Dạ, hay có cái nhà lồng bé bé ở đây. Ờ, cái nhà lồng đây nè, mà nghỉ lâu rồi, nhà lồng ta nghỉ, ta bán đồ khác chứ không có còn như hồi xưa nữa. Hồi xưa là rau củ thịt cá ở đây. Ờ. Dạ. Trước kia nó là thịt, bán thịt, rồi sau này bán giải, quần áo, tùm lum la, đổi đủ thứ, đổi tùm lum. Dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Dạ. Con chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đó xưa chợ cũ ra củ thịt cá rồi ở đây cô chú. Giờ giờ ở trên kia đó. Đây và đây có những cái gian hàng tiệm tạp hóa của bà con bán rất là nhiều. Ồ đây có bán mứt rồi nữa nè cô chú.
thoại của chú. Không quay người, quay hàng á. Chạy luôn rồi, dạ. Chị đã chi ngại của chú. Cô đây bán bưởi với chuối nè. Bưởi da xanh. Ngoài ăn bánh không ngoài? Tặng ngoài bịch bánh nè. Dạ. Ăn lấy hảo mày ơi. Dạ. Trời. Củ ếch lông nheo. Dạ. Chúc ngoại gì sức khỏe nha ngoại. Ồ, đây quán quýt quýt. Dạ, quýt đường. Dạ. Chào chị. Đó, này quýt đường. Trong thì có bán chầu cao. Con cảm ơn cô. Đó. Có sập thịt nữa nè cô chú. Quá trời đồ luôn. Công nhận cái con đường này bà con bán sung thiệt á. Với bà con đi chợ cũng thấy đông á cô chú. Đó, không có vắng đâu. Xe cộ tấp nập liên tục luôn. Shop Thanh Hồng gì kìa. Bên đây thì cửa hàng bán bánh mì của cô. Quá trời cửa hàng luôn ha. Thì bán trang sức rồi nè. Dòng da. Cá luôn. Thì bán cá mừng rồi. Cô. Dạ. Wow, phía sau lưng của cô đang xây cái căn nhà rất là mới luôn cô chú. Quá trời đẹp luôn. Đang xây cất trong đây nè. Cửa hàng bán bánh rồi bán ba cái đồ trang trí xuân, trang trí Tết đây nè cô chú anh chị. Đó, những cái lồng đèn rồi nè. Ồ, những cây pháo rồi, trang trí Tết rồi, bắt đầu buôn bán rồi cô chú. Quá trời đẹp luôn. Về nhà mình treo mấy cái đó là bắt đầu cái không khí Tết nó ùa về đó. Đây, có bán trái điều đó cô chú. Điều này bữa hổm em đi chợ. Chợ gì vậy? Cái tắc á, bán rẻ lắm luôn. 20.000 ký. Ôi cá mắm rồi dài đây bán quá trời ha. Cá mắm. Rau củ. Ồ. Bán quá trời xôm luôn. Đi ra hết tới đầu cầu đó là em tạm gác máy cô chú. Để em đi kiếm chỗ nào mua gạo gửi tặng cái tấm lòng của gia đình chú Tư Tâm á. Trước rồi mình còn giữ lại số tiền của gia đình chú á, mua gạo gửi tặng tới bà con ở đây. Sáng giờ em đi dạy đây em thấy cũng rất là nhiều những ngoại lớn tuổi bán vé số với mấy gì bán ít ít. Dứt luôn, làm cho con một tô đi. Sáng giờ chưa ăn sáng nè. Ăn lần rồi đó không? Dạ đúng rồi. Vô ghé đây ăn bún cái đi tiếp cô chú anh chị. Cô bán bún riêu nè.
làm cho con một tô vừa vừa thấy nghe con. Dạ, ít bánh thôi. Dạ. Quay vô luôn. Dạ. Hot girl hả? Đàn ông mà kêu hot girl. Hot girl chứ không phải hot boy ha. Dạ. Anh bán bún riêu mà hot girl nha, này độc lạ ở ngã 7 luôn. Dạ. Đó, giờ mình ngồi đợi xong qua ăn cho chú ơi. Ngoài ăn bánh mì không? Tặng ngoài bánh mì không ngoài? Con ăn đi. Dạ, ăn với lấy Thảo con đi. Con có đồ ăn sáng rồi. Nha. Ủng hộ bà hả? Ủng hộ bà này đi mua dữ lắm nè. Cái đó ngoại có ra ly uống được không? Chai. Có chai uống hả? Dạ, vậy cho con chai đi. Như vô ngoại? 10 ăn đã. Dạ. Hồ ngoại bán sữa đậu nành nóng. Thôi, thêm chai nữa không? Dạ thôi đi, uống không hết ngoài ơi. Dạ. Rồi, chúc ngoại nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đó. Đồ bánh canh bánh gà vàng đây cô chú. Ấy lộn. Này kia tô bún. Thử bán nhiêu tô cô? 20.000 à. 20.000 giá bình dân luôn. Giá bình dân lúc trước ăn cũng 20.000 đó chứ. Trước giờ không lên giá ha. Đây có cục phanh nữa nè cô chú. Thôi mốt lại đây nha. Dạ. Kỳ đó có ăn lần rồi. Dạ. Lâu lâu còn mở lên coi hả cô? Dạ. Dạ. Đó, chứ này con quay cô nhiều nhiều về coi cho đã. Dạ. Dạ con quê Vĩnh Long là ngoại. Dạ. Ngoại có đi lên trên cái phía trên bán không hay là bán vòng dưới đây thôi? Dạ. Rồi con chúc ngoại nhiều sức khỏe. Dạ. Đây mời cô chú anh chị cùng ăn sáng với em. Bún riêu cô chú ơi. Dạ thôi đi cô ơi. Ăn nha, bình dân vậy được rồi. Mời cô chú anh chị nha. Dạ con chưa biết nữa. Con đi nhiều nơi nữa chứ chưa về. Dạ. Mời cô chú. Nước súp rất là ngon nha. Mình tạm gác máy đi cô chú ơi. Ăn hết tô này quay tiếp cho cô chú anh chị xem qua cánh chợ ha. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi. Thì sau khi hưởng thức xong tô bún riêu thì em cũng mới vừa di chuyển lại đằng cửa hàng gạo của cô Ngôn ở đằng đây cô chú. Thì em sẽ đi qua bên cửa hàng của cô Ngôn để mình đặt mua một ít phần gạo giúp gia đình của chú Tư Tâm gửi tặng một số bà con ở chợ ngã 7 này nha cô chú anh chị. Đây cửa hàng gạo của cô Ngôn ở đây thì cũng rất là dễ tìm với lại uy tín lắm cô chú. Đó. Bà con ngã 7 thì thường ai cũng biết tìm gạo của cô để trơn nè. Dạ em mua gạo á anh. Mua gạo cho á. Cho. Dạ. Chào cô. Gạo cho giờ là ăn ký nhiêu cô? 18.000 ký. Dạ. 18.000 ký á cô. Để con coi cô còn nhiêu tiền nha. Gạo này đó hả cô? Con này còn 1.850.000 là mua được nhiêu ký vậy cô? Dạ 1.850.000. Dạ. Được nhiêu ký cô? 102 ký. Dạ cô lấy 100 chẳng thôi. Lấy 100 hả?
Dạ, vậy cô cho vô giùm con mỗi bao 5kg đi. Là 5kg à? Được nhiêu bao ta? 200 là được 20 bao. 20 bao, à, dạ. 20 vậy bao cô cho con 20 cái phiếu luôn đi. Ờ, 20 cái phiếu. Dạ, dạ rồi. Rồi, vậy dạ, phần tiền à. Còn lại của chú Tâm thì em mua được 20 bao của chú. À, con gạo. Dạ, của con tổng là nhiêu con gửi luôn? Lấy bao nếp xe cho cổ. Rồi vậy của con tổng nhiêu tiền cho con gửi luôn vậy, con? Dạ là 1 triệu 8. 1 triệu 8. Vậy là còn dư 50 ngàn. À. 50 ngàn này hồi em thấy ai ngoại nào lớn tuổi em lì xì luôn cô chú. Để gửi tiền cho cô ngon đây. Rồi, dạ rồi, dạ. Cứ vô nhà dạ, cô biết nha. Dạ. Rồi chỉ giùm mẹ em đó đi ha, đừng làm con. Rồi. Dạ. Dạ rồi, bây giờ chỉ càng chút quá trả lại chặt. Dạ cho con 20 cái phiếu con đi phát trước đi. Rồi hồi con dặn bà con mới chừng 15-20 phút mới lại nhận. Dạ dạ dạ. Rồi giờ thì tạm gác máy, đợi cô làm 20 cái phiếu rồi mình đi gửi tặng cho bà con nha cô chú anh chị. Vậy rồi cô chú anh chị bên ơi, thì em mới vừa nhận trên tay là 20 cái phiếu gạo của cô Ngôn mới làm cho mình nè. Đây thì có tên cửa hàng gạo cô với số ký luôn nè cô chú, với ngày nhận rồi ha. Đó giờ thì em và cô chú anh chị mình cùng đi gửi tặng 20 phiếu gạo này, thì tương đương với 20 phần gạo ha, gửi tặng cho bà con cô chú. Cái này mình sẽ đi xe nha, giờ chợ đây giờ vắng rồi nè. Đây chào hai người đẹp luôn. Đó, quay lên sóng luôn nha. Chưa có trang điểm hả? Dạ, dạ YouTube khám phá Vĩnh Long. Dạ. Cái này mà trang điểm lên là đẹp nhất nhánh luôn đó nha. Dạ. Rồi, chúc hai chị nhiều sức khỏe. Ở đây thì sạp trái cây kế bên cửa hàng gạo cũng ngon luôn cô chú. Đó, rất là lớn nè. Cô chú nào có mua ghé đây. Dạ, chị Diễm ha. Rồi, em chúc chị Diễm ngày càng đắt khách nha chị. Cảm ơn chị. Rồi mình đi thôi cô chú. Đó giờ nắng lên quá trời gắt rồi cô chú, chợ cũng than khách bớt rồi nè, không có phải còn đông như sáng, sáng quá trời đông luôn. Giờ em sẽ gạo một vòng đi kiếm gửi tặng bà con cái phiếu gạo này nha. Quá trời nắng luôn. Giờ bà con cũng thấy đi vòng vòng bán cô chú, không có cái còn ngồi cố định nhiều như hồi sáng nữa rồi. Sáng bà con ngồi dài dài đường bán rất là đông. Giờ thì đẩy xe hoặc là những người xách đi vòng vòng bán cô chú. Giờ em sẽ bọc đi cái đường này đi. Bọc cái đường này. Ôi, mình chưa có đi cái đường này sáng giờ rồi cô chú. Ngay đây có cái tòa lâu đài, tiệm vàng, quá trời hoành tráng luôn. Công nhận thành phố ngã bảy thì nó cũng phát triển ghê cô chú. Nhà cửa cũng nhiều ghê. Rồi em xin tạm gác máy đây cô chú, nào có gặp bà con thì em sẽ ghi hình tiếp tục cho cô chú chị xem. Vậy rồi cô chú anh chị mình ơi, thì em chạy tới đây một đoạn, em thấy ở bên kia lộ phía trước đó có một chú bán vé số, thấy đi đứng rất là khó khăn đây cô chú. Thì mình lại hơi hầm chú nha. Con chào chú, sáng giờ chú bán được không vậy chú? Dạ, một ngày chú bán trung bình được nhiêu tờ chú? 200 mấy. Dạ. Chân của chú bị sao vậy chú? Tật. Dạ, từ bé luôn hả chú? Ừ. Dạ. Chú ơi, ở đây có gia đình của chú Tư Tâm gửi tặng cho chú một phần gạo ở cửa hàng của Ngôn á. Ừ. Dạ. Chú biết chỗ đó không? Không.
ở ngay cái chỗ mà dòng xây ở đây nè, nhà thờ đó, cái đường đi vô ngược vô trong nhà lòng chợ đó, là cặp ở dài đó là mé tay phải có cửa hàng gạo. Khoảng nửa tiếng nữa chú lại đó chú nhận gạo giúp con ha. Khoan. Với lại đây thì còn phần quà 50.000 của chú Tư Tâm gửi tặng cho chú luôn. Dạ. Chú nhiều sức khỏe nha chú. Chú làm nghề gì chú? Dạ cũng đi tận số giờ có vốn rồi bị nó bị mặt vốn chờ rồi. Đấy giờ không có tiền nữa, giờ khổ vì bệnh vốn nữa, đang khổ nổi chơi cộng. Chú năm nay mấy mươi rồi chú? Dạ năm 53. Dạ. Đây con thay mặt cái gia đình chú Tư Tâm gửi tặng vô chú phần gạo 5kg ăn lấy hảo nha chú. Dạ. Chú biết chú nhận chưa chú? Hả? Chú biết chú nhận chưa? Chú biết cái chỗ lại nhận gạo chưa? Không qua dòng xe đi qua cầu á. Không có qua cầu, ở bên mé đây, dòng xe đi ngược vô nhà lòng chợ lại á. Vô lòng chợ hả? Ừ. Nếu mà chú đi đây ra dòng xe rồi đi ngược vô nhà lòng chợ lại. Có cửa hàng gạo cặp bên mé tay phải. Cách đó khoảng chừng ngay chỗ dòng xe đi vô khoảng chừng vài chục mét à. Dạ dạ. Rồi, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ dạ. Rồi mình đi tiếp thôi cô chú anh chị ơi. Đây chú đi rất là khó khăn đó. Dạ em không có chơi vé số. Anh ngày bán được nhiêu tờ? Dạ em bán ngày có 150 tờ. Dạ anh năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Dạ em năm nay 38 tuổi rồi. Có gia đình gì chưa anh? Có. À đây em thay mặt chú Tư Tâm gửi tặng cho anh một phần gạo ở cửa hàng gạo cô Ngôn. Dạ. Anh biết chỗ đó không? Cô Ngôn ngay cái chỗ dòng xây nhà thờ nè. Đi vô với hướng ngay dòng xây nhà thờ đó, mình đi vô hướng nhà lòng chợ ngã 7 bên mé tay phải á. Dạ. Khoảng nửa tiếng nữa đó nhận giúp em ha. Dạ. Dạ. Dạ cô cũng xin phiếu đó hả cô? Cô đang bán số luôn. Ngày bán được nhiêu tờ cô? Trăm mấy hả? Dạ. Đây con thay mặt chú Tư Tâm gửi tặng cho cô phần gạo 5kg ở cửa hàng gạo cô Ngôn á. Ờ biết rồi. Dạ, khoảng nửa tiếng nữa. Cưng với cái chú kia hay xuống cho lắm á. Vậy hả con? Dạ. Khoảng nửa tiếng nữa cô lại đó nhận giúp con ha. Nửa tiếng hả cưng? Dạ, ngày hôm nay ha. Rồi, dạ. Dạ rồi, cảm ơn cô. Rồi. Mình đi tiếp rồi cô chú. Đây là dưới dạ cầu Phùng Hiệp đó cô chú. Rồi em tạm gác máy đây, ngày nào có gặp em gửi phiếu em sẽ quay tiếp tục cho cô chú anh chị xem, đỡ mất thời gian của cô chú anh chị ha. Ở trước này em thấy có một ông ngoại đang ngồi xe lắc cô chú, bán vé số ở trước này nè. Để mình kiếm chỗ nào trống trống cái mình hỏi thăm ông ngoại gửi phiếu gạo cho ngoại cô chú. Này trống nè. Ông ngoại ơi. Xích tới đây con gửi tặng cho ông ngoại phiếu gạo ông ngoại. Đây, ông ngoại tới rồi chú. Sáng giờ ông ngoại bán được không ngoại? Hả? À? Sáng giờ ông ngoại bán được không? Ê quá con ơi. Ở đây có chú Tư Tâm gửi tặng cho ông ngoại một phần gạo 5kg ở cửa hàng gạo cô Ngôn á. Ở đâu? Cửa hàng gạo cô Ngôn. Cô Ngôn ở ngay cái dòng xây đi vô á. Biết. Dạ khoảng nửa tiếng nữa ông ngoại lại đó nhận giúp con nha. Ừ. Dạ. Con đưa tiền chú được không? Dạ không, con chỉ có phiếu gạo thôi à. Dạ. Rồi. Dạ, cô Ngôn mà. Dạ. Rồi con chúc ông ngoại sức khỏe, chúc ông ngoại lại đó nhận giúp con nha. Ừ. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Rồi, mình đi tiếp một cô chú. Chú này cũng có ông chú lớn tuổi nữa kìa. Chú quẹo vô đây rồi cô bác anh chị ơi. Để em đây hỏi thăm chú coi. Với mặt cô nữa kìa. Bán được không cô? Được chứ. Dạ. Cũng ngày bán được nhiêu tờ à, cô? À, bán cũng được 100 ngoài tờ nha. Dạ. Nuôi cháu ngoại nữa con biết không? À có nuôi cháu ngoại nữa hả? Ừ, cháu ngoại đi học hai đứa. Cô ở đây có gia đình chú Tư Tâm gửi tặng cho cô một phần gạo 5kg ở cửa hàng gạo cô Ngôn. Cô Ngôn hả? Cô Ngôn ở ngay dòng xây đi vô. Đây phải không? Đây phải không? Dạ. Rồi, cô biết rồi. Rồi khoảng nửa tiếng nữa cô lại đó nhận giúp con nha. Rồi, cảm ơn con nha. Rồi, con cảm ơn cô. Dạ, sáng giờ bán được không chú? Ngày bán được nhiêu tờ chú?
Ngày bán trăm mấy nha. Dạ. Đây có chú Tư Tâm gửi tặng cho chú phần gạo 5kg. Ở đâu? Ở cửa hàng gạo Cô Ngôn. Cô Ngôn. Ở dòng xây đi vô á chú. Ngay cái chỗ dòng xây nhà hờ đi vô hướng nhà đồng chợ nè. À. Bà ngon, bà ngon mà. Dạ đúng rồi. Dạ. Thằng chút khoảng nửa tiếng nữa chú lại đó nhận giúp con ha. À. Dạ. Cô cũng bán vé số. Dạ. Rồi bán hết hay gì cô? Bán hết, bán. Giờ. Dạ, thì khoảng nửa tiếng nữa đi 10 giờ cũng được nữa chú. Dạ. Bán về về. Dạ rồi bán hết về về hả cô? Ngày cô bán được nhiêu tờ? Có 450 tờ là con ai. Vậy hả? Rồi mình có nuôi ai nữa không cô? Nuôi cháu nội á. Vậy hả? Dạ. Cháu nội nó ba mẹ nó bỏ ba nó mất rồi. Vậy hả cô? Dạ. Nhà cô gần đây không? Ở đường Cọc Chùa. Dạ. Đây đây là tấm lòng của gia đình chú Tư Tâm gửi tặng cho cô một phần gạo 5kg. Thì ăn lấy hảo nha cô. Dạ. Khoảng nửa tiếng nữa cô lại đó nhận giúp con ha. Cô biết chỗ đó không? Cô ngon. Dạ, cô ngon ai cũng biết cho anh ta. Rồi. Dạ. Em xin tạm gác máy đây cô chú. Nào có gặp gửi phiếu tiếp thì em sẽ quay cho cô chú anh chị xem ha. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì ở bên đây lộ em thấy có một ngoại lớn tuổi ngồi bán cũng một ít rau cô chú. Để mình qua đây hỏi thăm ngoại. Cô chú anh chị. Qua đi anh. Con chào ngoại. Ăn gì cậu? Con muốn ăn. Thấy giờ ngoại bán được không? Nè. Cái này là bông súng. Với bắp chuối này ngoại hái được ở nhà hả ngoại? Ừ, ở nhà con, ở nhà. Ngày kiếm được vài chục hả ngoại? Ừ. Dạ. Ngoại năm nay mấy mươi rồi ngoại? 75 rồi hả? Ngoại ơi, ở đây có chú Tư Tâm gửi tặng cho ngoại một phần gạo 5kg. Thằng lấy hảo ngoại. Ở cửa hàng gạo Cô Ngôn á. Ở đâu? Cửa hàng gạo Cô Ngôn. Ở đây đâu? Cô Ngôn gạo ở dòng xây á, ngoài đây nè ngoại. Đi vô á. Tiệm gạo Cô Ngôn á. Cô chừng nào có? Dạ khoảng nửa tiếng nữa. Vậy hả? Dạ. Cô Ngôn điểm đó hả? Dạ đúng rồi. Ở dòng xe đi vô cái chừng vài chục mét á, ở một cặp bên mé tay phải mình đó. Vô đây. Dạ đúng rồi. Chở vô chợ. Dạ. Rồi biết rồi. Dạ. Chỗ dạ. Đích nhà thờ. Dạ đúng rồi đó, đích nhà thờ á. À. Dạ. Dạ. Mình bán vé số hả ngoại? Dạ. À ngoại sớm không có gặp. Sáng giờ bán được nhiều không ngoại? Bán ít. Dạ ngoại ơi, đây chú Tư Tâm gửi tặng cho ngoại phần gạo ở cửa hàng gạo Cô Ngôn. Dạ dạ. Khoảng nửa tiếng nữa ngoại lại đó nhận gạo giúp con nghe. Dạ dạ. Dạ chúc ngoại nhiều sức khỏe. Cô bán với số đó cô, một ngày bán được nhiêu tờ cô? 100 tờ. Dạ cô năm nay mấy mươi rồi cô? 45 rồi. Dạ đây chú Tư Tâm gửi tặng cho cô phần gạo 5kg ở cửa hàng gạo Cô Ngôn. Khoảng nửa tiếng nữa cô lại đó nhận giúp con nha. Dạ không được cô ơi. Cho anh xin thiếu với em ta. Dạ. Dạ xin thiếu. Chú bán số. Dạ. Ngày bán được nhiêu tờ với chú? Bán được 120 cơ. Một ngày bán được 120. Dạ. Dạ. Tại vì nó bán đường kia nó đâu có gặp. Rồi mình lãnh ở đâu lận tin? Dạ. Cái này mình lại cửa hàng gạo Cô Ngôn. Cô Ngôn mới dòng xây nè. Rồi Ngôn đằng này là sát bên nè. Dạ. Rồi cảm ơn chú nhận giúp ha. Dạ. Này tấm lòng của chú Tư Tâm. Dạ. Dạ không được ngoại có gặp thì con gửi giùm cho chứ gửi giùm con bị la không được ngoại thông cảm giúp con nghe. Dạ rồi con trai thiệt nhiều ha. Dạ không có gì đâu chú. Dạ không có gì đâu ngoại. Đây là cái ngày tám. Dạ nhưng mà nửa tiếng nữa thì chú lại đó đi là dạ, chắc rồi. Là làm xong gạo đó mình lại nhận được á. Dạ dạ cảm ơn ông trai thiệt nhiều ha. Dạ dạ không có gì đâu chú. Dạ dạ rồi thì giờ em tạm gác máy đây. Chừng nào có gặp gửi phiếu tiếp em sẽ quay cô chú anh chị xem nha cô chú. Dạ rồi cô chú anh chị mình ơi, thì ở đây có một cô cũng lớn tuổi bán vé số đây cô chú. Ngày mình bán được nhiêu tờ cô? Ngày có 120 à. Dạ ngày bán được 120. Dạ rồi mình còn nuôi ai nữa không cô? Hai đứa con. 7 năm rồi. Dạ. Hai cô đều ở nhà trọ hết. Dạ. Rồi em gái nó học đại học cô chú. Dạ. Dạ. Thằng đang học lớp 10. Dạ. Đây cô ơi, này là tấm lòng của chú Tư Tâm gửi tặng cô phần gạo ở cửa hàng gạo Cô Ngôn. Ở cửa hàng gạo Cô Ngôn ngay chỗ dòng xây đi vô ngược cái hướng chợ mình nè. Ngang
đúng không? Dạ ngang xuống nhà thờ đó. Dạ khoảng nửa tiếng. Dạ. Dạ nửa tiếng nữa lạnh. Dạ. Cô ngày bán được nhiêu tờ cô? 120. Một ngày 120 tờ. Dạ. Dạ. Đây cái này gia đình chú Tư Tâm gửi đó. Gì bán gì vậy? Bánh số bánh mì. Bánh mì. Số. À dạ. Nãy mua rồi. Nãy con nói nghe mấy cô này nói con cái gì bị tai nạn đó ha. Dạ. Này chú Tư Tâm. Chú Tư Tâm gửi đó. Nửa tiếng nữa lại đó nhận giúp con nha. Rồi, mình đi tiếp thôi cô chú ơi. Dạ chút nữa tiếng nữa lại nhận nha cô. Dì bán cá. Dạ bán cá trên đó nó hả dì? Sáng giờ bán được không dì? Bán nhận quá trời ơi, còn nhóc chờ nghe thấy cuộc chi của sĩ nè. Dạ. Đây, đây giờ chú Tư Tâm gửi tặng cái gì? Ở đằng cửa hàng gạo cô ngon. Cô ngon ngay chỗ vòng xoay đi vô. Còn khoảng nửa tiếng nữa gì lại đó nhận giúp con nha. Dạ. Ngoại bán gì ngoại? Bán khoai phải không? Dạ ngoại bán khoai. Này chú Tư Tâm gửi tặng cho ngoại phần gạo ha. Dì bán gì vậy dì? Bán cá hả? Kế ngoại đó. Dạ. Cảm ơn nha. Đây chú Tư Tâm gửi tặng cái gì? Ở cửa hàng gạo cô ngon. Nửa tiếng nó lại nhận giúp con nha. Mấy chị có khó khăn không? Em ở chỗ ở nhà trọ cũng vậy hả? Ba đứa con ở dạ. Đây làm mà. À, tính không có mình nhường mấy phần này cho mấy người khác. Đây chú Tư Tâm gửi tặng cái chị ha. Rồi. Hết luôn. Dạ hết rồi cô đến trễ không? Thông cảm nha cô. Dạ hết rồi, hai cô này ra xin thôi. Không cho thì mình ích kỷ mà. Cho rồi mấy cô nói hết luôn. Rồi xong rồi cô chú, 20 phần gạo á. Em gửi 20 cái phiếu cho bà con. Rồi giờ mình sẽ đi lại cửa hàng, rồi xem bà con chuẩn bị lại nhận gạo nha cô chú. Hướng này đi hẳn là đi ra chỗ vòng xoay nhà thờ luôn nè. Thì phần tiền của chú Tư Tâm còn lại cũng ít cho nên là cái này mua cũng không có được nhiều lắm. Chỉ được 20 phần, còn dư 50 ngàn thì sớm em cũng đã gửi cho chú bán vé số bị khuyết tật đó cô chú. Thì để mình xem buổi phát gạo này xong rồi mình sẽ tổng kết số tiền của cô chú anh chị Mạnh Hùng Quân thì cô chú anh chị mình cũng nắm ha. Đó. Giờ thì em tạm gác máy đi cô chú ơi. Tới cửa hàng gạo thì em sẽ quay tiếp cho cô chú anh chị xem, đỡ tốn thời gian của cô chú anh chị nha. Rồi mình tới cửa hàng gạo của cô Ngon đây rồi cô chú. Giờ em thấy bà con bắt đầu đem phiếu lại nhận lần lần rồi nè. Đó. Chào cô. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe. Nãy giờ lại nhận được mấy phần rồi cô? Dạ. Dạ con cảm ơn cô nghe. Đó, giờ mình đợi bà con lại nhận thôi cô chú. Nãy em đi ngang thì em có gặp ông ngoại ngồi xe lắc á, lại nhận ông ngoại đi ngang có cảm ơn nữa. Rồi khi nào có bà con lại nhận thì em sẽ tiếp tục ghi hình cho cô chú anh chị xem. Tại vì mình hẹn nửa tiếng lận, nãy giờ chưa tới nửa tiếng đâu. Chắc cũng đợi khoảng chừng 15-20 phút nữa bà con mới tới ạ. Dạ rồi, ở đây thì có mấy cô đem phiếu lại nhận gạo đi cô chú ơi. Dạ, được hai cô. Đó. Rồi, đây, chị gái phát phụ luôn. Cảm ơn chị. À. Đây chị, dạ. Cô, cất lại phiếu đi để mình hồi mình kiểm. Rồi, chỗ này cũng có cô đem phiếu ở đây. À, cho chị lãnh cho chị. Dạ. Thôi chị lãnh dạ, dạ. Dạ, dạ. Vậy, trong đây. Rồi em lại em lấy nha. Dạ, rồi. Rồi, cô đó gửi lại á. Dạ. Dạ. Dạ, quen ha. Dạ. Rồi. Cô chú có phiếu không? Không có, không được rồi. Tại vì cái này con gửi cho những người có phiếu rồi. Dạ, hẹn cô chú dịp sau nha.
Dạ không cản giúp con đi. Dạ. Dạ không được, cái phần này đủ hết trơn rồi. Mình phát cái mấy người có phiếu người ta lại không có thì người ta lại trách nữa cô. Không cản giúp con ha. Dạ không được. Thôi cô không cản giúp con đi cô. Dạ. Dạ. Không cảm, không cảm với cô ơi. Dạ. Đây đây có ngành đem phiếu lại cô chú. Dạ. Dạ. Đây bà con lại không có phiếu quá trời đông luôn cô chú. Dạ. Không đủ phần rồi cô không cảm giúp con đi. Dạ. Càng lúc càng đông cô chú. Bà con có phiếu thì không lại nhận, mà bà con không có phiếu thì lại quá trời. Có phiếu không cô? Không có phiếu hả? Dạ. Rồi em xin tạm gác máy đi cô chú. Nào có phiếu bà con đem lại nhận thì em ghi hình tiếp cho cô chú anh chị xem nha. Ngoại bán xong rồi về luôn hả ngoại? Dạ đây ngoại vô con phiếu đi, con lấy gạo cho ngoại. Dạ con lấy nhà để ra. Trời ơi thương không. Đây chị gửi phát giùm luôn, cảm ơn chị. Dạ là chị có gì vậy? Chị giữ này họ đưa cho cô ngon. Dạ ngoại bán gạo cô chú. Dạ ngoại về luôn. Dạ được. Ngoại để đây, đây ngoại đi lâu không? Ngoại đi bán vòng ha. Chứ không mất đâu á. Dạ. Rồi em tạm ngưng tiếp cô chú ơi. Dạ. Con đi hình lình không, không có biết nữa con. Dạ. Dạ không con à. Ngoại bán đi ngoại. Để xích vô đi. Dạ. Nặng không? Xách phụ cho. Dạ. Dạ. Rồi tiếp tục thì có hai cô chú đây là nhận gạo tiếp nè cô chú. Đó. Rồi chúc hai cô chú ngon miệng nha. Dạ không có gì đâu chú. Dạ chúc chú về sức khỏe nha. Dạ dạ. Dạ rồi quý cô chú anh chị mình ơi, thì còn những cái phần gạo còn lại bà con đến nhận trễ quá thì em có nhờ cô với chị gửi giùm cho em quý cô chú anh chị. Thì em cũng mới vừa di chuyển ra ngoài vòng xoay ngoài đây, cũng mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà trong clip hôm nay em có sử dụng và còn lại ở đây thì em cũng xin thông báo lên cho cô chú anh chị mình cùng nắm với em rồi mình nghỉ ha quý cô chú anh chị. Dạ rồi thì ở trong clip ngày hôm nay em có sử dụng số tiền của chú Tư Tâm là 1.850.000 đồng để đặt mua 20 phần gạo, còn dư 50.000 đồng thì em gửi tặng cho ông chú bán vé số đó luôn đó cô chú. Thì ở những clip trước em còn giữ số tiền của chú Tư Tâm ở đây là 1.850.000 đồng trừ cho ở trong clip ngày hôm nay em sử dụng 1.850.000 đồng, coi như là em đã sử dụng hết số tiền của chú Tư Tâm ở clip ngày hôm nay của chú anh chị mình. Thì một lần nữa con cũng hai mặt bà con trong suốt cái thời gian vừa qua nhận những cái phần gạo từ tấm lòng của chú Tư Tâm và gia đình chú, một lần nữa chân thành cảm ơn gia đình của chú và chú rất là nhiều. Cũng xin kính chúc cho gia đình của chú Tư Tâm và chú Tư Tâm nhiều sức khỏe, bình an và ấm no hạnh phúc nghe chú. Rồi tiếp theo thì là tới số tiền của chú Phúc và cô Minh và những người bạn của cô em còn giữ ở đây. Thì ở trong clip ngày hôm nay con không có sử dụng số tiền của cô chú, mong rằng cô chú thông cảm cho con. Ở những clip trước thì con còn giữ số tiền của cô chú ở đây là 7.310.000 đồng. Thì số tiền còn lại này con xin phép được thực hiện ở những video clip tiếp theo nha cô chú. Thì một lần nữa con cũng xin chúc cho gia đình các cô chú nhiều sức khỏe luôn, bình an và gặp nhiều may mắn.
Dạ rồi, thì em mới vừa tổng kết xong số tiền của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân mà em có sử dụng ở trong video clip ngày hôm nay và còn giữ lại ở đây nha quý cô chú anh chị. Đến đây thì em cũng xin kết thúc video clip mình tại đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi đến hết video clip của em. Em xin kính chúc toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và gia đạo bình an, ấm no hạnh phúc nha. Dạ xin mến chào và hẹn gặp lại ở những video clip tiếp theo của em. Xin chào và hẹn gặp lại.